chào anh em nhá. Nắng lên rồi anh em ơi, làm vòng đây anh em. Thời tiết cho anh em thế nào rồi? Thời tiết cho mình bây giờ đang thở ra lửa rồi anh em ạ. Nắng khiếp lắm anh em ạ. Lai này mình phải thừa quả áo này mặc cho nó mát mẻ anh em, đúng không? Nắng quá anh em. Đợt này nắng kinh khủng tởm này anh em này. Một hai ngày hôm nay nó đang vào đợt nắng nóng nhất đấy anh em nhá. À, mình với cả thằng coi làm vòng đây anh em ạ. Cho thằng coi độ cái máy lên đi gửi cho anh em nhá. Đến ruộng này chắc đứng ở trên bờ tí tia thấy một hai con đứng trên cao cao thôi, còn không biết ở dưới bọng một bọng hai thấy trùng anh em ạ. Bọng một bọng hai cũng thấy trùng đấy, nhưng mà trùng sát đất lấy cái thau luôn cả. Đây lúa cho mình này anh em này. Sắp rỗ hết rồi anh em ạ. Đây này, một hai hôm nữa là dỗi sạch luôn cả cánh đồng luôn đấy. Thế thì khoảng tầm hơn tháng nữa là được gặt thôi mà. À, thời điểm này nó bắt đầu gà túc tắc, nó đang chuẩn bị về này anh em này. Gà chúng mình đang chuẩn bị về rồi anh em nhá. Đây bảo là 18, 19 âm lịch là mình bắt đầu mình đánh gà nữa đây. Đây là anh em nhìn thấy chiếc dính cái bọng 2 chưa đấy, ở cuối cùng dính con bọng 1 nữa thôi, thủng sát đất đấy. Anh này nhảy đấy anh em ạ. Đấy con đấy là nó chích 100% luôn, cũng trắng tinh. Đấy, nước ở ruộng của mình đây cũng cạn nhiều rồi anh em ạ. Tại vì nó có mưa đâu. Đi. Hôm nay mình lội nay thửa được rồi. Đây hai mình lại thằng còi lội với chim tây ra xem nhá. Anh em cùng xem với chim nhá. Mờ sáng ra nó có hai người bắt ốc anh em. Nó cũng kệ cho người ta bắt đi mà nha. Đồng cạn người ta bắt mấy buổi người ta lại thôi mà. Thế là vì nắng sớm quá nên người ta phải bắt sớm. Còn không thì mình cũng bảo lên đấy mà. Bảo lên cho đánh chim không cho bắt. Thôi kệ cho người ta bắt. Bảo được ngay mà, đây mọi người bảo nhau làm ăn hết mà anh em. Thôi chả còn con gì đâu coi ạ. Người ta lộ bắt ông võm lên cua chả còn con gì đâu, quay hết rồi. Vúc hết rồi. Sáng ra sáng sớm người ta lộ bóm rồi. Bắt ông rồi chắc chim vúc hết rồi anh em ạ. Con này này, đây đây nước. Sáng ra được mấy bì rồi cô? Anh có một xô ấy. Một xô à? Anh không có đâu. Bắt mãi nó hết rồi. Cân bì nào đây ngoài đây như kìa. Đúng rồi. Con này treo treo lúng lẳng. Con này treo lúng lẳng này ra ở mắt. Từ bên ruộng kia đâm. Nhiều chỗ anh em à, nằm chén tóc đấy, chén tóc với cả bọ hung. Nhưng mà ở đấy là vùng núi thôi anh em ạ. Anh em đánh ở gần cây thì hay có cái loại chén tóc với cả là bọ hung này này. Còn là mình đánh ở ruộng lúa này thì vẫn có nhưng mà ít anh em ạ. Gặp cái loại chén tóc mẹ không con nào vào nó làm máng. Chén tóc nó vào nó xén lưới này thôi, xác định luôn anh em. Mà là cứ hôm nào bọn hung mới cả xé tóc đi nhiều thì chi đi nhiều anh em. Thế là mới kỳ lạ. Hôm nào cứ xé tóc bọn hung mỏi tay thì hôm nay cứ chim cũng mỏi tay. Thế là thay đổi thời tiết đây đúng không nha. Mình nhá, mình xem dự báo thời tiết thì bảo là
hôm nay là nắng to nhất cả đợt này anh em này. Hôm nay mới cả ngày. Hôm nay là nắng to nhất đấy anh em ạ. Đấy, từ ngày mai bắt đầu dịu rồi, sau này bắt đầu lại chuẩn bị có áp thấp nữa anh em ạ. Ngoài biển lại có áp thấp nữa đấy. Là đợt này là chuẩn bị vào đợt cuối trăng nữa anh em. Anh em chuẩn bị vào đợt cuối trăng nữa đấy anh em ạ. Nên anh em để ý đánh cái đợt này nha, chim vỡ trận đây này anh em ạ. Đợt này chim về thôi, xác định vỡ trận phát một luôn anh em. Đấy, cả chích cả hú luôn. Mình bắt đầu báo chim về từ hôm nay rồi. Đấy, chỗ mình bạn bắt đầu báo có chim về từ hôm nay rồi anh em nhá. Lại chích bay kìa anh em kìa. Lại chích ở ruộng bay kìa. Đấy. Trăng sáng như ban ngày đây. Cuối kia dính một con đấy sao kìa, có này. Thấy trùng lắm nhỉ. Yeah. Cái cuối lưới này dính một con đấy sao anh em này. Đây nè. Đấy, thấy trùng lắm anh em. Bọng cuối cùng. Nhỉ. Tôi tắt loa đấy trùng đã. Ốc bây giờ cân đầu là bán bao tiền một cân đấy hả cô? 20.000 cân. 20.000 cân ạ. Bao nhiêu cũng hết rồi cô? Hả? Bao nhiêu người đang lấy hết à? Ừ. Người ta bắt hết rồi. Ở trên đường mình vọng một đây. Dưới là chích đây này. Cầm một nắm đấm luôn anh ạ. Lội mày, có là lắng oi thở đã hơi. May nó không dính. Con này nó không trùng. Con này dính bọng 2 nên nó trùng này đấy anh em ạ. Nó mà dính bọng 1 ra trùng sát đất. Hôm xưa mình nếu mà nó dính đâu chết mất mấy con đấy anh em ạ. Nhưng mình để từ tối đến sáng ấy. Tối đến sáng là nó dính bọng 1 nó xuống nước cái này. Nó dãy rụa nó ngửa lên mà nó uống nước nó lo rồi. Chết đấy anh em ạ. Chết cả anh em này. Màu đỏ người béo băng. Xác định luôn. Rồi. Tối nay đánh cả thêm con tê tê vàng nữa anh em nhé. Đồng hôm qua hôm kia lội nó bõm nước rồi. 1-2 hôm mà nó dã cho lắng 40 độ. 39 40 độ khô công. Nắng này khoảng tầm 3-4 hôm nữa nó chạy đá bóng nữa. Lâu không biết là chết rồi này anh em này. Không biết đã chết chưa, nó chết rồi anh em ạ. Nó chết rồi anh em. Đây này.
dính kiểu này hay chết lắm anh em ạ. Dính vòng bột này mình kêu mình đẩy mình không gỡ luôn được, vào 1-2 tiếng là chết. Vẫn sống anh em. Cắm đầu đất tưởng chết rồi. Vẫn sống. Gỡ luôn cho anh em xem. Đấy, nhiều con là bọng, nhiều con nó dính ở cuối lưới đấy. Mình ngại lội, mình không để ý. Lâu lâu đến nhìn thấy còn đúng bộ xương. Tiếc ngắn người anh em ạ. Đầy khi thế mà. Thì nó ở xa đấy mà. Cứ tưởng nó dính vào cỏ nên ngại lội đấy. Vài hôm sau bắt đầu là có con nào dính ở gần đấy bắt đầu lội mới thấy. Tại vì mình đánh nhiều lưới quá nên mình cũng không đi hết treo này treo kia được. Thì nhìn thấy trùng thì bắt đầu mới đi đến thôi. Đấy. 4 tên. Sáng ra sầm sáng từ 4 tên nữa. 4 tên anh em này, mờ sáng nhá. Đấy, từ lúc 4 giờ chứ mấy nhỉ? 3 rưỡi tao mày khu rồi nhỉ? 3 rưỡi. Chắc tầm từ 4 giờ đổ đi, 4 giờ đến sáng. 2 rưỡi mình với thằng còi khu một lần này. 3 rưỡi mình với cả thằng còi khu một lần nữa. Đấy. Để đến sáng quay luôn đây. Để đến sáng quay luôn. Còn bao nhiêu để đến sáng quay đây? Bày mất 2-3 con ở diềm lưới, gần lưới. Lúc độ nội đi gỡ thấy bày 2-3 con đi đấy anh nhỉ? Bày đi lại đồng ở đồng mà. Ui dồi ôi, đồng của mình cũng nhiều lắm anh em ạ. Nó cứ kêu ho hay làm âm ấy mà. Không bắt thì để được. Không biết là những anh em đánh 100 mét lưới mà đánh ở bờ ruộng thì không biết nó hạ ruộng nhiều như thế nào, đúng không anh em? Đấy. Này đánh chim, mình đánh này anh em phải thiết kế những cái bài lý tưởng một tí, bắt chim cho nó triệt để anh em nhé. Tiếng là quan trọng rồi nhưng mà nó còn liên quan đến cả bãi nữa. Đấy, như cả là lưới trài loa đài mình thiết kế bố trí như nào nó phải hợp lý. Nhưng còn là mình chỉ cho anh em xem ở những cái video trước của mình đấy, cụ thể lắm anh em ạ. Anh em cứ xem kỹ lại nhé. Anh em nào mới đánh tập chơi thì cứ xem kỹ lại. Còn anh em nào bây giờ mới bắt đầu chơi thì cứ xem kỹ lại những cái video cách đây chẳng khoảng tầm 4-5 năm trước của mình ấy. Những thời đầu của mình đấy. Những cái tập đấy thì mình chỉ cho anh em thì thôi. Từ A đến Z. Qua thằng cò nó cứ thích đánh cò trắng anh em. Thế này là tiếng cò trắng nó đang kêu đấy anh em nhá. Đấy. Để nó lội ra đấy rồi, chỗ này nó hơi nhiều cây cối rậm rạp anh em. Tê vàng đấy anh em ạ, mình có đánh tê vàng đâu, nó tự đâm vào đấy. Chỗ đấy là mặt nước trắng anh em ạ. Đấy, tối nay khéo có khả năng đánh tê vàng. Cò trắng thằng còi nó cứ thích đánh ý. Mình bảo làm gì có cò trắng mà đánh. Cò trắng nếu anh em thích đánh thì tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7 bắt đầu mùa di cư đấy. Cái dòng cò trắng đấy nó về nó bao nhiêu anh em ạ. Đấy. Mùa di cư. Mấy cò lon nó về bao nhiêu, còn bây giờ tháng 3 làm gì có mấy đâu anh em. Có nhưng mà nó khôn lắm, kể cả con vạc con cò cũng thế, nó khôn lắm. Tê tê vàng đấy anh em. Ôi nhờ. Ôi thích khủng nhờ. Nắng rát mặt anh em ạ. Hay là chiều tao mày tắm đi bắt bữa trai ăn đi. Chiều ra sông đáy tắm bắt bữa trai anh em ạ. Lâu lắm không ra sông đáy tắm rồi. Bắt bữa trai về nấu. Ừ, nắng này trai nấu bầu, hến nấu bầu thôi, đúng à. Úi giời ơi. Được đấy. Nắng này canh cua rồi. Canh cua ăn cà. Canh cua cà muối sổi rồi.
cái hến nó bầu. Cái chan mà vã rồi đúng không nhỉ? Nắng này háo lược lắm anh em ạ. Cá này lội ra, tháo ra hơi. Anh em để ý nhá, đợt này là và đợt cuối trăng rồi đấy anh em nhá. Hôm nay là 16 hay là 17 âm lịch rồi mà. Cái tóc này bậu sát diềm lưới này rất là nguy hiểm anh em ạ. Nó cắn diềm lưới là đi luôn cả một dãy lưới luôn. Xó lại thôi, xác định luôn. Xem tóc này. Anh em đánh lưới cực kỳ ghét những cái con này. Chả được cái tích sự gì vào, chỉ phá lưới. Hôm nay là 17 hay là 18 âm lịch của tháng 3 nhuận rồi anh em nhá. Đấy, đợt này vào đợt trăng đỏ này, cuối trăng này, tú này, trích này, đấy cả là trăng nghịch mắt đỏ mắt xéo. Tất cả mọi con đều đi mạnh hết anh em nhá. Đợt này là đợt đi di cư mạnh nhất của tháng vụ chiêm này anh em này. Anh em chú ý để đánh cho mình nhá. Đợt này là di cư mạnh nhất của vụ chiêm đấy anh em nhá. Xong xuôi là hết buổi sáng. Chơi được hết không? Được. Tiếp vào. Nghỉ tí rồi bắt chim cho anh em xem nhá. Anh em ơi, chim mình ở đây. Nghỉ tí đã anh em ạ. Làm hụng nước là lưới thuốc đã. Thở ra khói rồi anh ạ. Hú hôm qua của mình bắt đầu lổ anh em nhé. Trích hôm qua của mình cũng bắt đầu lổ luôn. Đấy, hôm qua là lẩy lên bắt phát được 11 con. Còn hôm qua hôm kia là mới hôm được 5 con này. Hôm 4 con, hôm 6 con. Hôm nay lẩy lên phát 11 con. Là anh em phải biết là cái đợt cuối trăng này là nó đi rộ như nào rồi. Nên anh em chú ý đánh cái đợt cuối trăng này anh em nhá. Đấy, mình chả biết nói gì đâu anh em ạ. Chỉ biết là khuyên anh em đánh những con này con kia thôi. Đấy, mình tại vì mình đánh được con nào là mình cùng chia sẻ lên cho anh em cùng đánh những con đấy. Mình đánh cái này là cũng là bình thường thôi anh em ạ. Chưa phải là cao thủ. Ui dồi ôi, nhiều anh em điện cho mình nha. Đánh cao thủ kinh khủng tởm luôn anh em ạ. Đấy, cái hôm mình hôm xưa đây. Nhiều anh em đánh cao thủ kinh khủng tởm lắm anh em ạ. Bãi anh em đẹp với cả anh em đánh ven biển với cả là những cái vùng khu nói chung là chỉ có một mình anh em xài được, đánh được thôi đây. Những khu những cái khu đầm hồ rồi là những cái khu nói chung là mình ngại nói lên đây thôi anh em. Có nhiều anh em chỉ vùng anh em chỉ có được 1-2 con thôi, 3-4 con thôi anh em ạ. Đấy mà nhiều vùng nó sao lắm thế anh em. Đúng cái cửa chim của tháng 3 nó về sao lắm thế chứ này. Mình đây thuộc dạng là bình thường anh em ạ. Đấy nào mà những cái vùng anh em mà tháng 3 này nó kém đấy, đánh được ít đấy, chả xem chả sốt hết cả ruột đúng không anh em. Mình xem, mình nghe những anh em khác đánh được 3-40 con mình còn sốt hết cả ruột đấy chứ. Nói thì huống chi gì những anh em nào vùng nguồn chim của tháng 3 nó không di cư tới. Đấy. Nhiều chim lắm. Đúng rồi. Nhiều điểm á, nhiều điểm tháng 8. Nhiều điểm anh em đánh tháng 8 thì nối chim đi qua đấy thì kinh khủng tởm luôn, đánh tháng 8 kinh khủng tởm luôn. Mà đánh tháng 3 lại bốc ngõm anh em ạ. Thế nó mới lạ thế này. Đấy mà nhiều điểm anh em đánh tháng 3 cực nhiều luôn mà đánh tháng 8 lại không có chim. Ôi trời. Nói rất buồn cười, rất lạ anh em ạ. Đấy. Nhiều điểm đánh tháng 8 tối chỉ nhiều điểm đánh tháng 8 tối 5-60 trích bình thường anh em ạ. Đấy, nhưng mà đánh tháng 3 tối chỉ được 1-2 con, kể cả tiếng hay bằng rời. Hai người đánh cùng một tiếng. Mình quay bắt chim cho anh em xem một tí rồi mình về anh em nhá. Gió Tây Nam anh em ạ. Gió Nam, gió Tây Nam nóng lắm anh em. Vừa nóng vừa oi anh em ạ. Bắt chim cho anh em xem một tí rồi.
có mông hú với cả là trích mà anh em, với cả một con tê tê mà. Mình có đánh chơi con gì nữa đâu. Đánh cỏ trắng nhưng mà có được đâu. Đấy. Cuối trăng này thì mình bắt đầu là kéo từ mai. Từ mai đổ đi là mình bắt đầu tập trung vào gà đồng này. Này mắt đỏ này, trăng nghịch này. Với cả là con trích vẫn là con mạnh nhất của mình, với cả con tô hú, hai con mạnh nhất của mình đấy. Tối nay đánh thêm con tê tê để xem sao nha. Hôm qua không đánh được một con này. Hú về được mười mấy con đấy anh ạ. Hôm nay phải mặc cái áo xanh nhất này này anh em ơi. Đấy nó mới mát mẻ được, đúng không anh em? Mà cái đỏ rực rỡ quá, nó nóng lắm anh ạ. Đấy. Cho cái hú vào, cho con hú vào cho đôi kêu nói chuyện anh em cho. Lâu lắm rồi, 2, 3, 4 hôm nay mới được cầm một dùm này đấy anh em ạ. Mấy hôm rồi đấy. Mấy hôm mới được trích bắt đầu mới về đấy, mới được cầm một dùm này đấy. Còn nó bọn nòng đồng của mình nó khôn thật. Bọn nòng đồng của mình nó kêu toát toát nhưng mà nó khôn lắm anh em ạ. Mấy hôm chỉ được vài ba con nòng đồng thôi. Thôi bắt tỉa cũng được phải không anh em. Đây lên như này nhiều anh em không đầu tư đây. Lưới thì đánh ít trong là bờ cõi thì không biết cắm như nào. Bãi bờ thì không biết chọn, đánh được một vài con chim đấy, được ít chim lên vào kênh của mình cứ nói ta lên kênh anh em ạ. Được kệ thôi, có người này người kia. Nhọc lắm anh em ạ, đúng không? Nhưng ông bạn đấy nhọc lắm cơ. Đấy. Thợ anh em đánh cái này là bình thường đúng không anh em? Đấy. Thợ bảo chỗ này ba con chim này tính gì không? Đúng rồi, thợ anh em khác đánh giỏi hơn mình thì bảo ui giời vài con chim này muỗi đúng không? Đấy, nhưng mà những anh em đánh ít hơn thì ui dồi làm thế. Đấy. Nói chung là có người là người kia, đúng không anh em? Đấy. Kệ. Con tê tê điên này. Đấy. Bãi bờ như thế nào thì mình những cái tập trước đấy thì mình quay mình phổ mình cập nhật tình hình rồi là mình chỉ cho anh em cách chọn bờ, chọn bãi rồi là cách cắm lưới như nào, cách chọn lưới như nào rồi. Những cái video tập trước của mình rồi là những cái video năm trước của mình chỉ kỹ lắm anh em ạ. Đấy cái dòng chim đêm của mình như này thì anh em cứ tìm những cái bãi bỏ hoang như này này anh em này. Như của mình này. Bỏ hoang như này thì anh đẹp lắm anh em ạ. Bắt chim hầu như là gần như là triệt để luôn anh em. Tại vì là xung quanh của mình đây là đồng lúa hết. Có mới cái khoảng tầm 2-3 mẫu này là bỏ hoang thôi. Mà là cây cỏ nữa anh em này. Cây cỏ toàn cây cỏ cao cao đấy. Mùa này là mùa cứ chỗ loang chỗ lổ xong là cây cỏ cao cao rậm rạp một tí. Đấy, để chim thích rúc ráy ở những cái chỗ điểm như thế anh em ạ. Nước trắng quá cũng không tốt lắm anh em nhá. Nước trắng quá cũng không tốt lắm. Mà trắng là phải có, ví dụ là thi thoảng có đám bèo, hoặc là thi thoảng có đám rau muống, hoặc là thi thoảng có đám rau ngổ cái thứ đấy. Đấy, để cho chim nó trú, hoặc là chim nó từ trên nó soi xuống. Nó nhìn thấy bãi loang lổ nó đẹp. Đấy. Còn những chỗ nào bãi cỏ ấy, bãi cỏ mà phẳng lư như sân bóng ấy, thì phải thi thoảng phải có chỗ vũng châu đầm một tí, loang loang lổ lổ. Đấy, những cái bãi như thế thì anh em tập trung vào những con dễ run này. Đánh tháng 8, những bãi như thế đánh dễ run thì hốt bạc luôn anh em ạ. Đấy. Còn những bãi của mình như thế này, đi tháng 8 mình phạt hết những cái cây cao này đi anh em này. Đấy, để cho nó toàn là phẳng phẳng thôi anh em. Đấy, còn không thì là thuê cày một lượt lên, dập hết cái cỏ cao này xuống. Đấy, để đánh dễ run anh em ạ. Thì tuyệt đối luôn. Về 10 con thì cắm đầu lên cả 10 anh em ạ. Kết hợp cùng với cả tiếng hủy diệt của mình nữa thì thôi. Đúng là đánh Chấm hết luôn. Có bắt chụp hú không này? Thôi hú cần mình cho anh em xem được rồi. Hú đây anh em. Còn mấy hôm xưa có được đâu mà. Mấy hôm xưa có được hú đâu mà. Hôm nay mình bắt đầu mới được thế này. Đấy con hú hoa hoa là hú đực đấy. Còn hú hoa hoa là hú cái anh em nhá. Còn hú đen xì là hú đực. Có hôm xưa thì mình được toàn đực luôn. 8-9 con đực ý. Có hôm thì được 8-9 con cái. Buồn cười lắm anh em ạ. Không bắt được đâu nó mổ đầu lắm. Còn hú này mổ đau kinh khủng luôn. Đau lắm chết đây. Hôm nay thì cái đều nửa được nửa cái nha. Đấy, nửa được nửa cái nha. Hú đẹp không? Mười mấy hú. Nhiều con anh, cái loại này anh em nuôi cảnh được cái mà, nó ăn chuối mà. Đấy, nuôi cảnh được anh em ạ. Nó ăn chuối. Mồm to lắm anh em, loại này mồm to lắm. Tôi cho vào đây cậu.
bây giờ lượng hú ở mình nó giảm dần rồi anh em ạ. Mấy cái năm trước hồi mình đánh ở vùng núi đấy, bẫy chim ở đồng hoang đấy, vùng núi đấy. Ôi trời, đánh tháng 3 này toàn 30-40 hú hết anh em ạ. Đấy, mình đánh ở vùng núi đấy, tháng 3 toàn 30-40 hú hết. Đấy. Nhưng mà mình, đồng đấy đang đẹp, đang đánh đẹp quá, nhưng mà bây giờ người ta lấp hết để làm khu chung cư rồi anh em ạ. Tiếc quá. Không thì đồng đấy bây giờ vẫn còn thì đúng là mình hốt bạc ở đấy luôn. Đó, và xong đây chim nó kém hơn hẳn luôn. Tại vì nó không có cách rừng núi nó xa quá nên hú nó ngại bay ra. Mình đánh hú như này nó cứ hùi 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 đấy anh em. Nhiều ông bà nghe còn dễ ngủ cơ. Bảo là ôi đồ mày có cái tiếng gì mà kêu hay thế, như có khiếu hót ý. Nhiều ông bà vui tính thì cứ nói thế. Đấy, còn nhiều ông bà khó tính nhiều. Thôi mày bật thế này tao mất cả ngủ. Đấy. Thôi đúng không anh em. Thôi thì mình sinh thôi phải không anh em. Người thích người ghét đúng không anh em, biết thế nào mà chiều hết được các cụ. Đấy. Thôi mình về đây anh em nhá. Đấy. Đây là tập 7 của mùa chim ngược anh em nhá. Đây nắng đang sắp lên đỉnh đầu nơi rồi anh em ạ. Thôi về mình anh em mình về đây. Bye bye nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Rồi bye bye anh em về đây. Bye bye chào tất cả anh em nhá. Hẹn anh em video sau nhá. Rồi bye bye anh em nhá. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.